Sau đây, võ sư Phùng Quốc Toản, phó trưởng bộ môn võ cổ truyền Liên đoàn Võ thuật tỉnh Hưng Yên, chủ nhiệm võ đường Phùng Gia, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm sẽ hướng dẫn bài căn bản công 27 động tác thuộc bài quyền quy định của Liên đoàn Võ thuật Việt Nam dành cho học sinh tiểu học. Các bạn chuẩn bị. Khi đứng tư thế chuẩn bị, hai tay đứng song song, chân đứng chữ V. Đây là tư thế nghiêm. Chuẩn bị tập bài quyền. Hai tay xốc lên ngang đai. 1. Hai tay buông xuống. Chém. Thẳng tay. Hai cánh tay chém vào hai mang tai của đối phương. Thu tay. Về giật đập. Giật. Về tư thế chuẩn bị. Hết động tác thứ nhất. Động tác thứ hai. Chào. Động tác thứ ba. Chân phải bước sang trung bình tấn, hai tay vòng lên đấm móc. Hey! Động tác thứ tư, giật tay về, đấm tay trái. Động tác thứ năm, thu tay trái, đấm tay phải. Động tác thứ sáu, gạt vuông góc tay phải, xoay chuyển đinh tấn phải, đấm tay trái. Tay phải thu về thủ. Động tác thứ bảy, bước chân trái lên chân phải. Từ từ, bước chân trái lên chân phải. Đồng thời chuyển chân phải lên trên, đinh tấn phải. Thu tay trái về, đấm tay phải. Tay trái be giữa cánh tay phải. Tạo thành một tư thế thủ và một tư thế đấm. Động tác thứ 8, bước chân trái lên, chảo mã tấn. Đồng thời tay phải gạt qua mặt tay trái. Đưa lên trên đầu, chém xuống. Chảo mã tấn phải. Tư thế động tác thứ 8 là chảo mã tấn trái, chém tay trái, tay phải gạt lên đầu. Động tác thứ 9. Đá chân trái, kim tiêu cước. Thầy đá lại các bạn, chú ý động tác đá thứ 8. Thứ 8 là chảo mã tấn. Thứ 9 là đá kim tiêu cước. Kim tiêu cước, chúng ta rút gối lên, phóng mũi bàn chân, đặt xuống, chuyển trung bình tấn. Tay phải đấm thẳng lên trời, giật xuống, về trung bình tấn, cùi trỏ phải, đánh xuống, tay trái be ngang đầu. 11. Tay phải chuyển về giữa trung bình tấn. Gạt xuống hạ bộ, đồng thời chuyển đinh tấn phải, vả tay phải. Tay trái thủ ở khỉu tay phải. Động tác thứ 12, xoay đinh tấn trái, đẩy trưởng tay phải. Động tác thứ 13, xoay đinh tấn phải, gạt tay trái. Chú ý động tác này là đinh tấn phải đòi hỏi các bạn phải vuông góc. Chân phải vuông góc. Chân trái thẳng, lưng thẳng, mắt nhìn thẳng. Đấy là đặc điểm của bài quyền các bạn phải chú ý. Động tác 14. Xoay chuyển đinh tấn phải. Gạt tay trái, gạt tay phải. Tay trái thủ chân nách. Động tác 15. Xoay chuyển đinh tấn phải. Đánh cùi trỏ phải. Tay trái be lách. Động tác 16. Bước chân trái thu vào chân phải. Chân trái bước ra ngang thành trung bình tấn. Hai tay đan chéo đẩy trưởng sang hai bên. Hey! Động tác 17. Hai tay đan vào nhau, xoay đinh tấn trái, vòng tay phải lên trên, xuống dưới, đấm móc lên. Động tác 18, bước chân chảo mã tấn phải, gạt tay trái qua mặt, tay phải đưa từ dưới lên, trên và từ trên chém xuống dưới, chảo mã tấn phải. Động tác 19,
bước chân trái vào chân phải, bước chân phải lên, đinh tấn, đánh song quyền. Động tác 20, thu chân trái, trùng chân phải, nhảy về mưu tấn phải, chém xuống. Chú ý động tác này, thẳng lưng, hai tay chém từ trên xuống, giật. Động tác 21, bước lên đinh tấn phải, hai tay dùng tay đao đẩy trưởng. Động tác 22, bước chân trái lên, tay trái vung chém vào bên trong thành trung bình tấn, chém bạt vào. 23, gạt tay vả, đá tạt lên. 24, về xà tấn, chém tay, mắt nhìn về phía sau. 25, xoay về đinh tấn trái, vả cánh tay, tay trái be giữa cánh tay phải. 26, tay trái đặt vào lách, rút về đánh cùi trỏ phải, giật về trả mã tấn. Hey! 27, thu chân, chào.